đậu xe. Đi qua bên này, đi qua bên cổng. Bác Hồ đền thờ khu mộ nhà trưng bày, tức là đi cái cầu này. Tức là đi qua cầu này. Làng Hòa An xưa. Cụ phó bà Nguyễn Sinh Sắc 1862-1929. Khung cảnh đẹp quá ha. Nguyên một khu đất này cũng khá rộng. Đền thờ cụ phó bà Nguyễn Sinh Sắc. Vâng, kính thưa quý khán giả, chúng tôi đang giới thiệu với tất cả quý vị ở Đồng Tháp. Chúng tôi đi vào thành phố Cao Lãnh này để được biết rằng có một cái ngôi mộ và đền thờ của cụ Nguyễn phó bà Nguyễn Sinh Sắc. Chúng tôi đã tới đây. Đây là có một cái bình cổ là sen. Cho đất nước ngày hôm nay, những kẻ hậu bối, những người trẻ trong nước chắc chắn không bao giờ quên được những cái gì mà Bác Hồ đóng góp cho đất nước, đã mang lại cho tất cả chúng ta một cuộc sống an vui, thanh bình, và đất nước chắc chắn sẽ thịnh vượng. Con kính lại cụ, xin cụ nhận lấy tấm lòng thành của chúng con đến tới về cụ. Sau khi thắp hương xong thì con xin được giới thiệu đến đồng của mình về phần mộ của cụ phó bà Nguyễn Sinh Sắc. Và trên bệ thờ là di ảnh của cụ phó bà Nguyễn Sinh Sắc. Di ảnh này được tọa lại trong hồ sơ nhận dạng 378 công ty của Bộ Tư pháp theo dõi cụ vào năm 1923. Và cụ phó bà Nguyễn Sinh Sắc sinh năm 1862 tại Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cụ mất vào đêm 26 rạng sáng ngày 27 tháng 11 năm
xây dựng lại ngôi mộ của cụ. Mộ được tôn lên cao hơn so với ngày trước, nhưng hài cốt của cụ vẫn nằm đúng vị trí mà trước kia bà con đã an táng cho cụ. Ngôi mộ được ốp đá hoa cương từ móng cái tỉnh Quảng Ninh mang vào. Và ở phía trên ngôi mộ có xây một mái che gọi là mộc vệ. Mái che này có hình dáng là một cánh sen cắt điệu tượng trưng cho Pháp, đồng thời thì giống như một bàn tay xòe ra vọt xuống như lúc nào cũng che chở cho ngôi mộ của cụ. Mái che còn có 9 đường gân nối dài, đầu mỗi đường gân là một đầu rồng, 9 đầu rồng tượng trưng cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long luôn luôn lúc nào cũng ôm ấp và che chở cho ngôi mộ của cụ. Và ở phía trước mộ là hồ sen được xây dựng như hình ngôi sao long cánh tượng trưng cho lá cờ tổ quốc Việt Nam. Họ dựng lá đại thanh nhắn phương hoa lên tượng trưng cho đồng chí Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư. Những cây này là do lãnh đạo. Có rất nhiều, chúng tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, tại vì thời gian có nhiều đồng chí Lê Hồng Anh, đồng chí Bùi Quang Thạnh, cây mai chứ đồng chí Nguyễn Phó Bí Thư của đồng chí. Là quê hương sinh thành của cụ Sắc ngày trước. Cha cụ Sắc từng sinh ra trong một gia đình nông dân, cha tên Nguyễn Sinh Nhậm, mẹ là Hà Thị Thi. Không may đến với cụ, năm lên 3 tuổi mồ côi cha, lên 4 tuổi tiếp tục mẹ họ qua đời. Nên từ nhỏ cụ Sắc phải về ở với người anh cùng cha khác mẹ, đó là anh Nguyễn Sinh Trợ. Gia đình anh mặt bạn nhà cũng tư ý một đảng viên ai ăn cộng sản đảng, nhà ai có tai mẹ vợ, nhằm tránh sự theo dõi gia đình tộc của mình về. Để hạn chế ảnh hưởng của cụ, y cộng sắp phá bộ nhà nhà của thống để trả đũa. Âm mưu của mô hình là sao không ạ? Có xem mô hình có gì không? Dạ thì tại cứ hôm nay xem mô hình nhà sàn bếp hôm nay 4 giờ chiều. Trời bữa nay nắng ráo rất là đẹp. Không, em cứ tới em khoảng tầm giờ tí. Con đi chỗ thẳng đi có lẽ là con đi ngược đường. Con đang ở gần 45. Bác thì bác lại đi ngược đường lại cùng bà ở sau sâu lên đây xong rồi. Con đi chắc bác tới hơn 100 cây. Dạ. Con vừa về tới, đi ở khu vực nào vậy? Nãy em đi qua Vĩnh Long. Đây là công việc bên đó. Đi qua ăn hủ. Dạ, đi qua ăn hủ. Thì nãy đi đường đó về, mới vừa về tới mới xem live của bác Hoàng Minh Quang rồi mới tới đây.